Cái tiếp của họ thì còn khá là trẻ và họ thực sự là họ cũng chỉ xuất phát từ cái mục đích thì có lẽ được là bảo vệ hoa. Họ hoạt động dựa trên một cái động cơ nhất, đó là cái niềm tin và cái âm nhạc nói chung và là cái niềm yêu và cái niềm âm nhạc của sự soạn, nên là không tránh khỏi những cái hậu quả rất là xấu trong thời gian vừa qua. Nhưng trên tất cả thì trao đổi thông tin, xử lý thông tin cũng như giải quyết thông tin và có mặt ở đây muốn đối diện với nó tất cả trách nhiệm đó, như là tư cách của người đứng đầu và tiên tính đến là một lời xin lỗi của khoa dành cho chị Vân Anh cũng như tổ chức Shisaga. Từ phía khoa là tên cái kinh nghiệm làm việc của chị Vân Anh cũng như là Shisaga đã từng các bạn và biết rõ chị Vân Anh luôn nỗ lực hết mình để lại sứ mạng của Shisaga. Phía khoa và chị Vân Anh không hề có một sự nương đỡ hay bảo vệ, nên có rất hiểu cho những áp lực trong thời gian vừa rồi, có thể chị Vân Anh sẽ khá nóng nóng và vị trí của mình cũng là một kiếp hoàn toàn lỗi nó lại tiếp tục được khoa. Và chị muốn thật sự nhanh chóng bước vào chuyện này và tiếp tục bước vào nghề của mình. Mong rằng một bài việc khoa mà dư luận sẽ có từ tất cả sự tin tưởng dành cho Shisaga. Và bà tin sau sự việc này, Shisaga cũng sẽ rõ ràng nỗ lực nhìn nhận những đúng sai và tiếp tục với sứ mệnh. Và tin rằng Shisaga cũng luôn cần ở đó để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam. Là xin lỗi từ thầy của khoa đã dành cho tất cả các nhãn hàng, những sự kiện và những chương trình trong thời gian vừa qua của khoa đã phải thay đổi cho và biết thiệt hại rất đáng kể cũng như rất nhiều công sức để cho mọi việc bị sao động. Cuối cùng, tôi xin phép được rút lại lời phát ngôn ở số viết của mong thử. Khi phát ngôn điểm này một cách đầy đủ, cách xem và không hề có vấn đề này. Sai là sai và đồng thời và biết rằng là tất cả những việc vừa rồi đã gây ra một cái thiệt hại rất lớn dành cho những góc độ của người ngoài khi nhìn nhận về sự tiêu cực của những người hoạt động trong ngành nghệ thuật giải trí ở Việt Nam. Cá nhân khoa cảm ơn những phản ứng của đồng nghiệp nữ, nhờ họ mà khán giả họ không có những cái nhìn nhận tiêu cực và những gì mà khoa đã nói chỉ là bảo vệ cá nhân. Hôm qua đây, tôi muốn gửi một lời xin lỗi đến với anh chị của chú đồng nghiệp ở nhà chị Trinh. Những đồng nghiệp hiện tại như các đại hình thể sau. Các bạn hãy luôn đặt niềm tin vào việc chúng ta sẽ có một lần hoạt động lành mạnh trong tương lai. Chắc chắn là vậy. Tin là mọi người dần dần sẽ hiểu
và mình cam kết mình sẽ không lặp lại những sai lầm và gây ra bất kỳ một tổn hại nào đối với các bạn nữ. Đó vẫn là lời và đã từng cam kết với vai trò đại sứ của UNFPA và cũng sẽ rất cẩn trọng trong những kẻ thì ảnh mình sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn nhận của người ngoài đối với showbiz mình. Cảm ơn tất cả anh chị em báo chí đã có mặt ngày hôm nay, dù có đưa ra quyết định khá gắt gắt và họ cũng mong là mình sẽ không nói về đề tài này sau ngày hôm nay nữa. Tất cả những gì phải nói và cố gắng nói là hết. Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Bắt rồi, con này mới đi tìm mà chưa bắt.